Chào tất cả các bạn nha. Lâu lắm rồi Bích Phượng không có lên livestream chống phản động nữa. Bởi vì thấy lúc này cũng chán rồi. Cũng chỉ có nhiêu đó, chúng cứ xuyên tạc tới xuyên tạc lui hoài. Mà những cái kẻ xuyên tạc đó đó thì cũng bị nhà nước mình đó, mời đi hết rồi. Cho nên mình cũng không cần thiết phải nói về chúng nó nữa. Bởi vì cái nghề của chúng nó là cái nghề kiếm cơm mà, nó nói gì nó mới có ăn. Nhưng mà hôm nay mình bức xúc về những cái thằng Ngụy. Thằng Ngụy còn sót ở Việt Nam này nè. Mình nói thật, bây giờ nước Nga và Ukraine người ta đang gây hấn, có chiến tranh thì nói thật trong lòng cũng rất là buồn, cũng không có muốn xảy ra những cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự với các bạn, mình cũng không có biết về đất nước của người ta, mình cũng không có rành lắm về cái trong những cái chuyện nước này nước kia. Thì mình cũng nghe thông tin ở trên Facebook thôi, chứ mình cũng nói chung là cũng không biết. Thì mình lại thấy có một cái đám mà chẳng hạn như là cái tên là Trần hay Nguyễn Văn Hai về nhà Vũng Tàu á, thì lại nói là nộp đơn để là thông qua cái gì Việt Nam á, thông qua bác Nguyễn Xuân Phúc á, là để đồng ý cho đi sang Ukraine, là để giúp Ukraine để đánh Nga, đánh quân xâm lược của Putin. Thì đó, không những thằng đó mà còn nhiều thằng khác nữa. Thì theo các bạn thấy thì như thế nào? Trong khi đó đất nước của mình á, là ngày xưa đó là cũng thọ ơn của Liên Xô. Thì mình làm sao mình có thể là nhà nước mình làm sao có thể là ký giấy là để cho là những cái người này là để đi sang đó là để giúp Ukraine hay là giúp Liên Xô hay là giúp cái gì? Đâu có như vậy được hả các bạn? Các bạn thấy là cái kiếp đánh thuê của chúng nó đó, cái kiếp tay sai đánh thuê cho nó, cho Ngụy ngày xưa đó, cho Mỹ ngày xưa đó, tụi Ngụy này nè, nó vẫn còn cái tư tưởng và cái bản chất Ngụy của nó trong người nó. Cho nên hôm nay nó đòi đi sang đó để nè nó đánh thuê cho Ukraine. Thì các bạn thấy thử xem, vậy thì cái tình ngoại giao giữa nước mình và Liên Xô thì các bạn, người ta sẽ nhìn mình như thế nào, người ta sẽ nhìn vào đất nước mình, cái lãnh đạo đất nước mình như thế nào, trong khi đó có mấy cái thằng Ngụy con này nó phá rối như vậy. Cho nên mấy ngày hôm nay tôi đi các trang mạng, các cái group, tôi thấy tôi rất là ngứa tai, tôi nói thật. Về cái lũ này nè, cái lũ phá hoại này nè, và những cái lũ nào mà ủng hộ cho những cái đám Ukraine này. Mình không có biết cái chuyện trong nước người ta, trong cái nội bộ người ta như thế nào mình không thể biết. Nhưng mà mình không thể nào mà mình nộp đơn mình nói để mình sang giúp nước này đánh nước kia. Chúng nó làm như là chúng nó đàng hoàng, chúng nó tốt, cái đất nước của chúng nó đang sống đây, chúng nó còn bán mà. Chúng nó còn liên kết với lại về lại nước ngoài để phản động mà, để xuyên tạc về đất nước mà, thì chúng nó là yêu đất nước nào? Đất nước nó đây nó không yêu, nó yêu cái đất nước nào? Nó giúp ai? Nói thật, mình nói thiệt, mình đọc cái đám này, không biết cái đầu óc của nó, trong cái đầu óc của nó có cái gì mà nó lại nói là để nó viết đơn, nó tình nguyện để sang để nó giúp Ukraine. Bây giờ cái tình ngoại giao của đất nước mình và đất nước Nga rất là tốt. Kể cả Ukraine mình cũng không, vẫn đang chơi Việt Nam mình. Cái thời xưa là thời chiến tranh, nhưng mà đã trải qua cái thời chiến tranh thì Việt Nam mình đã bình thường hết rồi, quan hệ tất cả các nước rồi, bởi vì đã đẩy lùi cái chiến tranh rồi, không còn nhắc lại những cái chuyện ngày xưa nữa, mà bây giờ là phát triển làm ăn. Chứ chúng ta không bao giờ chúng ta lại cứ nghĩ về cái quá khứ, những cái hận thù ngày xưa đó. Đất nước chúng ta là rất là nhiều các thù địch, nhưng mà chúng ta đã bao giờ thù ai chưa? Thế nhưng mà hôm nay vì sao lại có một cái đám Ngụy nó vẫn còn sót lại mà nó lại đi thù nước này, nó thù nước kia? Bởi vì sao? Bởi vì chắc là cũng cùng bản chất như chúng nó. Những cái thằng phá hoại á, kích động á, là cùng bản chất như chúng nó, nên chúng nó binh nhau.
tôi cứ đi tôi thấy đứa nào mà hả nó đổ dầu vào lửa hay là nó binh cái nước này binh nước kia, tôi nói là những cái đứa đó là những cái đứa phá đám phá rối và những cái đứa đó là phản động. Đất nước của người ta đang chiến tranh, mình đó hả đã không có được một cái lời nào mình can thiệp, mình nói tốt đẹp thì mình im đi, để còn đi xúi dục đầu này xúi dục đầu kia rồi hả còn đòi nộp đơn để đi sang đó là giúp Ukraine để đánh Liên Xô. Việt Nam Liên Xô mình đó, là anh em từ xưa đến giờ rồi, Liên Xô giúp đất nước Việt Nam mình rất là nhiều. Chúng ta là nước chúng ta đang thọ ơn nước người ta mà tại vì sao lý do hôm nay cái tại sao là cái đám công dân này là nó còn đang sống ở Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam mà nó lại nói là để nó đi sang bên đó, nó nộp đơn nó đi sang đó nó giúp Ukraine để đánh Liên Xô. Các bạn nghe thấy có ngứa tai không, nó có mất dạy không, nó phá cái tình ngoại giao đất nước mình với đất nước khác không? Sống làm người đàng hoàng tử tế lo làm ăn, cứ suốt ngày được có bài cái đồng lẻ bên này cho bên kia, cho bên này kích động bên kia kích động, cái tổ chức này kích động này bắt đầu là lên trên mạng xã hội này bắt đầu quấy nhiễu phá rối. Nó tính đem Việt Nam mình là để đi gây hấn với các nước khác để các nước khác hiểu lầm mà. Khi nó lên các cái đấu trường, các cái trang mạng, các cái group này thì nói thật với các bạn ai ai cũng nhìn thấy hết. Người ta sẽ nghĩ gì về lãnh đạo của đất nước mình. Trong khi đó thà nó là cái công dân nước khác đi, nó là cái quốc tịch nước khác đi, nó cút đi. Nó đừng ở Việt Nam này á. Thì nó muốn làm đơn, nó muốn nói cái gì kệ nó. Nhưng nó mang quốc tịch Việt Nam, đang sống ở Việt Nam, công dân Việt Nam mà nó đi nói vậy đó. Mà mình xem cái trang cá nhân của nó là thấy nó cũng là già rồi, là cũng lớn rồi, chứ nó đâu phải là còn nhỏ đâu, nó phải là thanh niên mới lớn đó, nằm háo thắng đâu. Nó cũng già rồi chứ. Tại sao trong cái đầu óc của nó lại nhét cái gì, sao cái tư tưởng của nó lại ngu đến như vậy? Chỉ chết chỉ mấy cái đồng bạc lẻ thôi. Ăn được bao nhiêu? Ăn được cả đời không? Đời con đời cháu không? Nó sống một cái kiếp và cái năm xưa đã nhục nhã rồi. Theo như người ta bây giờ ta biết sửa đổi, ta làm người tốt. Nhưng mà vẫn cái chứng nào tật nấy, mà mình nói thật, mình không phải là mình nói về cái quá khứ đâu, nhưng mà thật sự cái tội này mình nghĩ chẳng bao giờ nó thay đổi. Hình như nó ăn sâu vào máu chúng nó rồi. Cái tư tưởng của chúng nó là như vậy. Cái tư tưởng lúc nào cũng là ôm chân của người khác và làm lô lệ cho người khác, chứ không có một cái tư duy, không có cái tự mình làm chủ bao giờ hết. Không bao giờ tự mình làm chủ mình bao giờ hết. Sống nó nhục mới cái kiếp đánh thuê của nó, xong mà nó nhục thật chứ. Mà không biết dòng họ nhà nó đâu, còn gia đình còn dòng họ không á. Mà không có một ai trong gia đình nó là khuyên nó hay nói nó, mà phải để cho cộng đồng người ta chửi với mặt nó. Rất là nhiều nha các bạn. Mình chỉ xem cái gì, cái Facebook là của thằng Nguyễn Văn Hải đó, ở Vũng Tàu đó. Đó các bạn cứ vô cái trang Facebook của nó, các bạn đọc đi. Nghe nó rất là ngứa tai mà rất là mắc cười, khinh bỉ nó. Thì đúng rồi, nó là giận chủ mà, chị cũng biết mà. Nhưng mà đáng lẽ là đã là cái sống cái kiếp đó là đã trải qua rồi à, thì phải biết là cái thân phận mình nó nhục. Ai sửa đổi làm người tốt đi, vẫn còn đi kích động, vẫn còn đi muốn đi đánh thuê, vẫn còn muốn ôm súng đi đánh thuê. Nó biết gì trong cái chuyện nước của người ta hả? Cái đó, cái nội bộ trong nước của người ta cũng là một nước của người ta thôi chứ là gì. Nó biết cái gì? Nó đòi đi đánh nước này, nó đòi đi đánh nước kia. Mà nói thật với các bạn chứ nó đánh được ai? Cái đám này đánh được ai? Sang đó tốn viên đạn người ta chứ làm gì? Làm như tài giỏi lắm vậy.
Kêu đi test Covid kìa hả, lấy cái cây nó chọc vô mũi kìa còn sợ bị đặt. Chứ bây giờ ôm súng đi đánh thuê cho nước này, đánh thuê cho nước kia. Nghe sao mà nó nhục nhã. Rồi gọi là giặc Putin. Biết cái gì về người ta mà gọi người ta là giặc Putin? Giặc nào ai mà biết được cái chuyện nội bộ người ta, đất nước người ta biết làm sao được, biết ai đúng ai sai. Mình không biết, mình không rành cái những cái chuyện trong nước người ta, mình không có ủng hộ ai hết, mình chỉ cầu mong làm sao cho hòa bình, chấm dứt chiến tranh, khỏi thấy thấy máu đổ đầu rơi. Mình chỉ muốn như vậy thôi, bởi vì đất nước mình đã trải qua chiến tranh rất là nhiều rồi, bao nhiêu các nghĩa trang liệt sĩ rồi, mình đã nhìn thấy trước mắt đây rồi. Mà cha anh của chúng ta, nhà Bích Phượng cũng vậy, cũng hai người liệt sĩ. Mình hiểu cái giá phải trả của chiến tranh nó là như thế nào. Chúng ta là những cái người ở ngoài, chúng ta chỉ cầu nguyện cho hòa bình, cho tất cả thế giới hòa bình yên ổn. Bởi nước người ta chiến tranh thì nước mình cũng có ảnh hưởng. Nói chung là như vậy, tất cả đất đất nước khác cũng đều ảnh hưởng bởi vì kinh tế, về đủ thứ. Bởi vì nó là một cái mạng lưới mà. Nó liên quan đến kinh tế, nó liên quan cái này, liên quan cái kia, chứ đâu có phải ở nước người ta đánh nhau kệ người ta, mình bên đây hay là mình ấy, mình không liên quan đâu các bạn. Xăng dầu kinh tế đủ thứ các cái còn liên quan đến nhau chứ. Mà Liên Xô từ xưa đến giờ là anh em với Việt Nam chúng ta. Từ hồi nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều những cái bài hát của về về Liên Xô. Và chính bác của Hồ của chúng ta đi tìm đường cứu nước là cũng đi đi sang nước Liên Xô. Mà theo con đường cách mạng là từ theo Lenin từ hồi đó đến bây giờ đất nước của chúng ta. Tôi cũng đọc lịch sử, tôi cũng tìm hiểu chứ đâu có phải là không đâu. Những cái người Việt Nam, dân Việt Nam chân chính mình không ai, người ta ai người ta cũng buồn, ai người ta cũng không muốn cái chuyện đó xảy ra. Mặc dù người ta không, cho dù người ta trong lòng người ta thích người này, người ta thích người kia, nhưng mà người ta cũng không bao giờ người ta kích động. Còn cái đám ngụy á, cái đám ngụy tàn dư á, nó khoái đi kích động lắm. Vô Facebook đọc mà nghe ngứa tai, làm như hay lắm, đi sang nước này nước kia đánh thuê, đánh được ai, đánh được ai chưa, hay bị người ta đánh cho tốn viên đạn của người ta nữa. Mẹ mấy cái thằng ngụy ăn xong rồi láo nó dốc thì phá rối. Thôi Bích Phượng chỉ nói ít thôi, Bích Phượng lên livestream là chỉ nói những cái gì cần nói là Bích Phượng nói thôi, chứ Bích Phượng không có thích nói nhiều về cái đám này. Bởi nó sống ngu quá, kiếp của nó ngu quá, kiếp lô lệ của nó ngu quá, kiếp đánh thuê, kiếp lô lệ của nó ngu quá, nên đâm ra là mình ngứa tai thì mình nói vài câu thôi. Chứ là lâu lắm rồi mình cũng không muốn nói về cái gì về cái đám này nữa, bởi vì cái đám này là cái đám đầu nó không nhét cái gì trong đó, chứ đâu phải, phải óc người đâu. Thôi nha, chào các bạn nha.